một người dân phát hiện chiếc thùng phi lạ ở góc vườn. Bên trong có một xác người bị đốt cháy. Hai mắt thì đã ở cái trạng thái là khép kín, mặt thì bám rất là nhiều khói bụi đen, rất là khó nhận dạng. Lúc đó là hiện trường người đã có sự sống. Nạn nhân ban đầu được xác định là một nam giới không rõ danh tính. Trong cái số giấy tờ chúng tôi nhà đấy thì có một cái ví da. Tại sao chiếc thùng phi lại có mặt ở góc vườn? Ai đã di chuyển nó đến đây? Nạn nhân là bị đứt chém ở sau gáy, mà đứt gần đứt cái đốt sống cổ. Kẻ nào đã sát hại nạn nhân? Mục đích, động cơ của hung thủ là gì? Chiều muộn ngày 22 tháng 2 năm 2020, ông Phạm Văn Trường ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đi làm về thì phát hiện trong nhà mình có mùi khét rất khó chịu. Ông tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một chiếc thùng phi ở góc vườn. Bên trong có một thi thể đã bị đốt cháy. Sự việc ngay sau đó đã được báo cho công an xã Lê Lợi. Alo, trưởng ban công nghệ xin nghe ạ. Báo cáo anh em Thắng, phó trưởng công an xã Lê Lợi. Em báo cáo anh cái nội dung vụ việc ở dưới địa bàn xóm 1, Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng. Chỗ nhà anh Phạm Văn Trường phát hiện có một xác chết nam giới bị cháy và trên người có một số thương tích ở phần cổ và phần đầu. Phong xem là ra chỗ lấy lời khai vừa hộ chỗ của bố nạn nhân đấy, vừa báo cho chỗ xã đấy, lắm tình hình qua. Còn Hải xem là rà soát xung quanh xem là khu vực quanh hiện trường. Còn Thắng mời người dân cứ đuôi ra xa đi làm công tác ở hiện trường. Nghe các đồng chí biết là chính chất quán rồi, trước khi lên đường mời đi kiểm tra tất cả các phương tiện gồm về máy ảnh. Khi anh em chúng tôi xuống hiện trường thì sơ bộ khám nghiệm hiện trường thì phát hiện cái nạn nhân là bị một vết chém ở sau gáy mà đứt gần đứt cái đốt sống cổ mà bị đốt cháy ở trong cái thùng phi, thì xác định đây là một cái vụ án giết đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường được người dân phát hiện chiếc thùng phi chứa xác người bị chết cháy nằm ở góc vườn nhà ông Phạm Văn Trường. Nạn nhân bị đốt cháy ban đầu được nhận định là một nam giới, cao trên 1m70, dáng người to khỏe. Quần áo và một phần đầu tóc gương mặt bị cháy gần hết. Cơ thể bị cháy gần hết, rất khó để nhận ra. Khi chúng tôi đến hiện trường thì tử thi thì không còn được ở cái trạng thái ban đầu nữa mà đã được do người ta phát hiện. Ông chủ nhà phát hiện là tử thi đã theo ban đầu là ở trong thùng phi cơ, nhưng mà khi đến hiện trường thì tử thi đã ở cái tư thế là nằm ra ngoài phi, ở ngoài vườn của ông ấy rồi. Trên tử thi thì sơ bộ ban đầu quần áo và đặc biệt là đầu tóc, mặt thì ám khói và tóc ở phần sau gáy thì đã cháy than hóa hết rồi, màu đen, còn khả năng nhận dạng thì rất là khó. Trạng tử thi là quần áo, tóc,
và da vùng mặt đã bị ám khói và cháy đen, không còn khả năng nhận dạng được tử thi. Cái vết vùng sau gáy, cái vết thương rất là sâu và rộng. Ở trong thùng phi em phát hiện không một ví da, bên ngoài có hai chữ Lâm Oanh. Trong thùng phi giả phát hiện, trong kiểm tra trong ví thì không có tiền, chỉ có một cái giấy chứng thư mang tên là, còn mỗi chữ Lâm. Trên bậc thềm có vết vữa vỡ mới dài 10 cm, rộng 3 cm, bậc thềm dài 70 cm. Tại cái bờ mép của cái bậc lên xuống cửa lách ấy, có một số cái vết vữa vỡ mới, khoảng cách của hai cái vết vữa mới xa nhau nhất là 60 cm, phù hợp với cái đáy, đường kính đáy của thùng phi phát hiện nạn nhân. Chúng tôi quan sát kỹ cái gian bếp phía sau, chúng tôi thấy trên nền nhà có một số cái vết trượt xước, bề mặt là bám dính cái màu ánh kim. Trên nền nhà phát hiện nhiều vết trượt xước mới, chiều dài 1m3. Cái gian khách phía từ cửa ra vào ghế đầu tiên là tại khe kẽ các cái ghế đấy là có một số cái dấu vết lâu đỏ. Bề mặt ghế thì tương đối sạch. Dùng cái tạp chất lâu đỏ ghi máu bám dính trong khe kẽ. Chúng nghĩ đây là hiện trường chính xảy ra vụ việc, thì vì có cái sự lau chùi của các cái ghế đi và một số cái nghi máu lẫn trong khe kẽ thì đối tượng không thể lau được. Mở rộng sâu về hiện trường thì chúng tôi lại phát hiện ra một con dao để ở cạnh cái chỗ hay là cây rửa cái vòi nước. Thì con dao này thì chúng tôi thấy là dựng rất ngay ngắn, nhưng mà sau khi quan sát và thảo luận cùng các đồng chí hình sự thì là mặc dù con dao này đã được rửa vẫn còn dấu vết máu, nó rửa vẫn chưa sạch. Ở khu vực cán dao, một cán dao này phát hiện một số vết tạp chất lâu đỏ nghi máu. Con dao này phần lưỡi này tương đối sạch, khả năng là đối tượng đã chùi rửa nó đi rồi. Trong nhà là có hai cái xe máy. Hai xe máy thì một xe máy là Jupiter màu xanh thì cái biển số đã không còn. Nhưng mà cái dấu vết ở cái chốt ốc của bắt viết cái biển số là xe thì là thấy dấu vết vỡ rất là mới. Xem kỹ xem cái lỗ số xe xong rồi mới tháo ra không? Khả năng khu vực này là vừa mới tháo biển. Mới tháo biển thôi. Mới rất mới. Mới tháo biển, biết xước còn mới. Từ những dấu vết ở hiện trường, chúng tôi nhận định rằng nạn nhân bị sát hại là tại khu vực ghế, chỗ bàn tiếp khách. Nạn nhân bị đối tượng dùng dao phay sát hại. Sau đó, đối tượng đã đưa nạn nhân và thùng phi ra ngoài khu vực hiện trường và đốt xác phi tang. Nạn nhân cao khoảng 1m70. Trên người có chiếc ví đã cháy gần hết. Góc ví có dập chìm hai chữ Lâm Oanh. Tại sao lại bị sát hại trong nhà ông Phạm Văn Trường? Vậy nạn nhân là ai? Căn cứ vào dòng chữ dập chìm trên chiếc ví bị cháy, nhiều khả năng nạn nhân có tên là Lâm. Để làm rõ nhân thân của nạn nhân, cơ quan điều tra đã giám định dấu vân tay thu được của nạn nhân khi khám nghiệm tử thi. Qua đối chiếu với tàng thư lưu trữ, xác định dấu vân tay của nạn nhân trùng khớp với dấu vân tay của một người ở thôn Tràng Duệ, xã Quốc Tuấn. Báo cáo anh, dấu vân tay thu được của tử thi trùng với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1995, đăng ký thường trú ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng. Làm việc với cả người thân của anh Nguyễn Văn Lâm, khi anh Lâm anh ấy đi ra khỏi nhà, anh ấy đi một chiếc xe máy Jupiter màu xanh đá có đặc điểm giống với chiếc xe
thu được tại hiện trường và có trang phục tương đối giống với cả tử thi. Tuy nhiên, để có căn cứ khoa học chính xác thì chúng tôi đã lấy mẫu máu của tử thi và lấy mẫu máu của người nhà anh Lâm để giám định ADN, khẳng định rằng tử thi là anh Nguyễn Văn Lâm. Giám định những vết nghi là máu thu được trên chiếc ghế ngồi và vết nghi là máu còn sót lại trên cán dao của gia đình ông Trường. Cơ quan điều tra kết luận đó là máu của cùng một người và mẫu máu này trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân. Vết máu trên cán dao, vết máu văng vắn trong kẽ ghế là của nạn nhân. Hiện trường vụ án xảy ra trong ngôi nhà của ông Trường. Vậy ai là hung thủ? Các đồng chí xem lại cái bản ảnh của tử thi, cái phần cái thương tích ở vùng gáy ấy, là vết thương của nó rất là rộng và cái độ sâu của nó cũng lớn và bờ mép thì tương đối là gọn, thì nhận định đây là một vết chém với lực rất là mạnh và cái vật chém là tương đối là bằng tay đấy, nó phải là con dao có trọng lượng tương đối thì nó mới gây, có thể gây được cái vết này. Và cái tư thế của nạn nhân thì cũng không phải là cái tư thế đứng mà chém được cái vết này cả, là phải là tư thế ngồi. Mình làm hiện trường đấy, nó có con dao mà nắm tông ấy, của mình gọi là dao tông, con dao màu xám đen đấy, là các đồng chí xem ở trong bản ảnh ấy, là con dao đấy là tương đối là phù hợp với cái vết, có gây ra được cái vết chém ấy. Gian khách còn có một chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter, thì kiểm tra thì thấy cái xe này hiện tại không có biển kiểm soát, và trong cái lắp bình xăng của cái xe này thì có dấu hiệu một số cái vết xăng vương vãi, nghi là đối tượng đã chiết xuất cái xăng từ cái xe Jupiter này để đổ vào thùng phi và tiến hành đốt xác phi tang anh Lâm. Vụ án xảy ra là trong gian nhà đó, và dựng lên toàn bộ nhà đấy có những ai ở thì chúng tôi được biết là chỉ có Phạm Ngọc Tuấn và cùng người bố là Phạm Văn Trường, thì tôi có hai bố con ở thôi, và người mẹ thì đã ly thân và mẹ đã ly hôn, và người mẹ là ở bên Thủy Nguyên chứ không ở cái nhà đấy, mà chỉ có hai bố con. Thì qua cái nhận định đánh giá thì là ông bố thì là rất thật thà, mà thường thường người đi làm là công nhân, sáng đi tới chiều mới về. Còn đối với Phạm Ngọc Tuấn thì là đối tượng nghiện. Vậy là cái hôm là tôi về đây là có những cái cửa này khóa. Tôi có nhưng mà khi tôi về là có những hôm tôi về thì là có những cái cửa tôi không mở được. Vậy là mọi khi kể là tôi đút chìa khóa mà không mở được. Thế là tôi mở thì nó chốt bên trong. Không lúc khóa trong này có ai ở trong nhà không? Nghĩa là coi như không ở trong nhà cả. Bình thường bác đi làm thì chỉ ở trong nhà, chỉ khóa chốt thôi đúng không? Vâng. Nó không có người ở nhà hay sao? Cũng thì em cũng khóa. Chìa khóa lại không mở được, mà coi như hôm nay tôi để chốt trong. Tôi để chốt trong, tôi mới đi đúng làm xong. Hôm ấy tôi đi vào đây là riêng cái cửa nhà tôi này là coi như từ trước này không bao giờ khóa. Hôm ấy tôi đi vào trong nhà, đi vào cái này vào nhà. Lúc ấy là tôi chưa phát hiện ra. Tôi chỉ biết là trong nhà có khói thôi. Vì lúc ấy tôi chưa biết. Tôi thấy vào trong nhà nhiều khói, mà cái cửa là nhà tôi không bao giờ khóa bao giờ cả. Vậy hôm ấy tôi vào trong nhà tôi thấy nhiều khói quá. Vào nhà tôi nghĩ là chắc là ai đốt cái gì ở trong nhà đó. Tôi ra ngoài tôi mới tìm, thì tôi lật ra thì có cái thi xác ở trong đó, thì tôi hô hào, tôi nghĩ là coi như con tôi chết tử vẫn, tôi hô hoán lên. Thì lúc đó thì là trong đó là tất cả anh em mới dân làng mới gì nên hô hoán nên mới báo công an chính quyền. Theo cái lời khai của ông Trường, cái mức độ tin cậy đến mức độ nào thì kiểm tra rất nhiều các cái thông tin từ cái người mà ông Trường từng đi làm, rồi ông Trường có làm ca cùng với cái người đó trong cái ngày hôm đó, thì chúng tôi mời tất cả những người mà biết cái sự việc theo như Trường trình bày, thì chúng tôi mời về trụ sở
để hỏi, để làm rõ cái thời gian ông Trường sử dụng vào cái trong ngày hôm đấy. Thì qua rất nhiều các cái thông tin, qua rất nhiều cái tài liệu, chúng tôi loại trừ được ông Trường có khả năng hoặc có điều kiện để thực hiện cái việc đấy, gần như là không có thể thực hiện việc đấy. Chúng tôi loại trừ ông Trường ra khỏi cái vụ án này. Trong cái thùng phi rất nhiều là vải, vải nhưng mà lại cháy lại không hết. Thế do vậy là chúng tôi nhận định rằng là khả năng rất lớn là khi mà đốt nạn nhân thì là rất nhiều khói. Do vậy là đã tập trung vào cái hướng là tất cả các nhà xung quanh khu vực đó cũng như là mở rộng ra bên ngoài. Cái thời điểm đấy có bao nhiêu người ở nhà, có bao nhiêu người biết, và chúng tôi phát động phong trào quần chúng cho trinh sát vào đến tận từng nhà một để hỏi về cái ngôi nhà mà có nạn nhân bị đốt xác. Nó có biết sự việc gì xảy ra tại nhà ông Trường không? Trường đang cắt tóc rồi, để thấy có mùi khét, có ra ngoài xem có cái gì không mà khét thế, nhưng mà ra nhòm thì không thấy gì cả. Trưa thì tầm khoảng hơn 1 giờ thì tầm đấy nó khoái quá, không ngủ được, thì cứ nghĩ là không, đầu tiên không nghĩ là nó khoái, cứ nghĩ làm sao mà khét không chịu được, chùm chăn vào nóng thì không ngủ được. Thế là dậy thì nghĩ là bố thằng Trường ấy, là bố ấy. Bên kia ấy là đốt, nó thỉnh thoảng cứ gió cứ đốt cây cối các thứ bẻ rách rồi nó khét. Thế sang thì thấy nhà đóng cửa thì sang thì gọi Trường ơi, đốt cái gì mà khét thế. Thế thằng Tuấn thì nó ra nó bảo cháu đốt chứ không phải bố cháu đốt. Thì bảo mày đốt cái gì mà khét lắm, tao không thể chịu được. Thế thì nó bảo là cháu đốt quần áo. Bảo mày đốt thế nào, đốt mày dập tắt nó đi, mày để này tao không chịu được. Thì nó ra nó lấy cái nắp phi đậy vào đấy là nó hết khói. Thế là về chiều hôm nay lại không đi làm. Thế hơn 3 giờ thì nó lại thấy khét. Sang lúc ấy điên lắm, vì là hôm nay cháu nhỏ nó về thế là nó nằm trên gác, nó khét lắm, hôm nay khét lắm. Thế là nó bảo là cháu đi cháu mua xăng cho đốt cho nhanh. Ông Trường có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. Hai xóm nhìn thấy Tuấn đốt quần áo trong thùng phi. Vì vậy, Phạm Ngọc Tuấn là đối tượng tình nghi số 1. Hiện tại, Tuấn không có mặt ở nhà. Không ai biết Tuấn ở đâu. Thông tin người dân cho biết vào chiều muộn, sau khi thấy khói và mùi khét thì họ có nhìn thấy Tuấn lên một chiếc xe taxi của địa phương. Giả soát công ty lái xe taxi thì là chúng tôi đã yêu cầu tất cả các taxi cung cấp tại thời điểm đó, khu vực đó là có bao nhiêu xe taxi đang hoạt động tại cái khu vực bốn xã xung quanh xã Lê Lợi. Thì sau khi trong quá trình chúng tôi giả soát, chúng tôi phát hiện ra một nguồn tin là có một anh lái xe, anh có thông tin về cái việc mà có đối tượng là lên xe taxi của anh ấy đi. Người lái taxi vào buổi chiều muộn, anh nhận được một cuộc gọi gọi đến đón khách ở xã Lê Lợi. Alo ạ? Vâng, anh đi đâu ạ? Dạ vâng, anh chờ em tí nhé, em qua ngay rồi. Vâng. Anh đi đâu ạ? Cho mình về thị trấn ăn trưa. Dạ vâng. Theo lời đề nghị, anh tài xế taxi đã chở người này đến một cửa hàng bán điện thoại thị trấn An Dương.
Chờ một lúc, người thanh niên này quay lại và yêu cầu taxi trở về nhà. Khi đi qua nhà, thấy đông người và có cả công an. Anh tài xế taxi thấy người thanh niên không xuống xe mà lại yêu cầu đi thẳng ra thị trấn An Dương. Thì anh kiểm tra lại xem là có phải cái đối tượng này mà buổi chiều nay anh chở nó không nhé? Vâng, đúng rồi, có đúng đối tượng này mặc áo này được. Vâng, vâng. Anh chở nó đi những đâu anh nhỉ? Em chở từ Tràng Duệ xong qua đi qua ba quán điện thoại nữa. Vâng, vâng. Xong rồi anh chở nó dừng ở đâu anh nhỉ? Dừng ở trên đường 10 ạ. À, vâng. Xem chính xác là có chuẩn không? Dạ vâng, đúng ạ. Đúng mặc áo như này. Mặc áo như này không? Vâng. Anh xác nhận đúng chưa? Em xác nhận vâng, là chính xác ạ. Đúng là buổi chiều này đúng anh. Ạ. Vâng. Lần theo thông tin của người tài xế cung cấp, cơ quan chức năng tìm đến cửa hàng điện mà Tuấn đã vào. Trích xuất camera ở cửa hàng, cơ quan điều tra đã xác định người thanh niên đến bán điện thoại chính là Phạm Văn Tuấn. Chúng tôi tiếp tục là phối hợp với các lực lượng trong đó có công an huyện An Dương, các một số các hãng taxi hoạt động trên cái địa bàn thị trấn An Dương thì được xác định được là đối tượng Tuấn đã di chuyển bằng một chiếc taxi đi về hướng Quán Toan, về hướng Thủy Nguyên. Tiếp tục rà soát theo cái cung đường đi của Tuấn thì lại xác định được Tuấn dừng xe ở khu vực Trịnh Xá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên. Chào anh nhé, anh em của quân huyện Dương. Cho anh em qua anh ý là gửi có đối tượng nó vào quán nhà mình nó bán cái điện thoại đấy. Anh xem là gần tiếng trước này em có mua ở đó một cái điện thoại. Vâng vâng. Thế bao nhiêu tiền anh nhỉ? Em mua 4 triệu. Vâng, đây vừa lấy của nó xong. Vâng vâng vâng. Đây hả anh? Dạ vâng. Này nó bán 4 triệu này. Vâng, em mua 4 triệu. Nhà cái điện thoại này là tạp vật của quán. Bây giờ anh em Dương sẽ liên phong cái điện thoại nào? Cái liên quan đến vụ án gì? Liên quan đến vụ án ở chỗ xã Lê Lợi, huyện An Dương. Cái tình hình quán nhà mình còn camera không thì anh xem thế nào để anh em trích xuất camera. Xong đi ra ngoài đây đúng không? Em đứng trong bán cho anh. Sau khi xác định Tuấn mua chiếc SIM điện thoại và chiếc thẻ nạp điện thoại mệnh giá 50.000 thì Tuấn di chuyển ra hướng đường 10, quốc lộ 10. Thì lúc này là gần như là chúng tôi là không có một cái thông tin, một cái dấu vết gì của Tuấn. Chị xem là cái ảnh cái đối tượng này nó khoảng một tiếng ấy, nó có vào nó mua cái SIM trước thì ở quán chị không? Vâng, ở tiếng trước có một cái bạn thì là bạn vào đây bạn mua một SIM về theo xong rồi bạn đi. Vâng vâng, đi hướng nào chị nhỉ? Đi thẳng. Đi ra ngoài là đi chắc phải luôn, đi luôn đấy ạ. Nhận định là có những cái tình huống nó xảy ra đấy là hai tình huống là đối tượng có thể là di chuyển theo hướng quốc lộ 10 ra địa phận Quảng Ninh để đi Móng Cái, trốn sang Trung Quốc qua cái đường Tiểu Ngạch. Ngoài ra thì cũng có thể đối tượng sẽ đi theo cái hướng đi ngược lại là về hướng Quán Toan, ngược lại theo cái hướng mà Tuấn vừa di chuyển sang. Hướng đấy thì có thể đi lên các tỉnh phía Tây Bắc. Quốc lộ 10 có hai hướng đi, một hướng đi về phía Quảng Ninh, Móng Cái và một hướng đi các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Điện Biên. Với số tiền 4 triệu đồng từ việc bán điện thoại của nạn nhân, vậy Tuấn có thể trốn đi đâu?
một người dân phát hiện chiếc thùng phi lạ ở góc vườn. Bên trong có một xác người bị đốt cháy. Hai mắt thì bị dị ứng với cái trạng thái mà khép kín, mặt thì bám rất là nhiều khói bụi đen, rất là khó nhận dạng. Lúc đó là hiện trường chúng tôi đã có sự xác định. Nạn nhân ban đầu được xác định là một nam giới không rõ danh tính. Trong cái số giấy tờ chúng tôi thấy thì có một cái ví da. Tại sao chiếc thùng phi lại có mặt ở góc vườn? Ai đã di chuyển nó đến đây? Nạn nhân là bị đứt chém ở sau gáy, mà đứt gần đứt cái đốt sống cổ. Kẻ nào đã sát hại nạn nhân? Mục đích, động cơ của hung thủ là gì? Chiếc điện thoại Phạm Ngọc Tuấn bán lên 4 triệu đồng đã xác định chính là điện thoại của nạn nhân, anh Nguyễn Văn Lâm. Lần theo manh mối, cơ quan điều tra phát hiện Tuấn đã đi theo hướng quốc lộ số 10. Quốc lộ 10 có một hướng đi Quảng Ninh, Móng Cái và một hướng đi các tỉnh phía Tây Bắc. Vậy Phạm Ngọc Tuấn sẽ trốn đi đâu? Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các cái thông tin trinh sát báo về, thì như thế là chúng ta đã xác định đối tượng nghi vấn số 1 là đối tượng Tuấn, con ông Trường, là sát hại anh Lâm. Như vậy thì đề nghị các ông chí ở các mũi, các ông chí phát động phong trào quần chúng bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của mình. Các ông chí nhanh chóng nắm đối tượng để cung cấp thông tin về cho ban chuyên án. Và sau đây xin mời đồng chí Tuấn, đội trưởng đặc nhiệm, các ông chí tham gia ý kiến thêm để chúng ta nhanh chóng giải quyết vụ án và triển khai các nội dung tiếp theo. Báo cáo đồng chí là tổ công tác nhận định là đối tượng là có khả năng di chuyển theo hướng là vì đường 10 này là di chuyển theo hướng đi Móng Cái và sang cửa khẩu sang bên Trung Quốc theo cái đường tiểu ngạch là rất nhiều, cho nên là khả năng lớn là đối tượng sẽ bắt xe khách hoặc những cái xe theo cái tuyến đấy là đi ra Móng Cái đi lẩn trốn theo cái đường đi sang Trung Quốc. Ảnh với đặc điểm của đối tượng thì mình đã chuyển cho anh em Móng Cái chưa? Báo cáo đồng chí là thì tôi cũng đã chỉ đạo cho đồng chí Quang là đồng chí phối hợp với cả các cái lực lượng ở Móng Cái gồm có công an thành phố Móng Cái, phòng cảnh sát hình sự của Quảng Ninh, rồi đồn biên phòng Móng Cái cung cấp các cái hình ảnh của đối tượng Tuấn cho các cái đơn vị bạn để nếu mà đối tượng xuất hiện thì sẽ tổ chức bắt giữ. Sau khi mà kiểm tra cái hệ thống camera thì phát hiện đối tượng đi bộ ra hướng đường 10, hướng về phía Quảng Ninh. Thế thì với cái kinh nghiệm rất nhiều năm mà phòng hình sự chúng tôi có được ấy, thì thường thường các đối tượng hình sự Hải Phòng thường sau khi gây án là đi cái hướng ra Móng Cái và đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Thế tổ ra Móng Cái thì giao cho ông chí Huy làm tổ trưởng. Công chí ra liên lạc ngay với công an Móng Cái. Vì cái chỗ này là tôi đã báo cáo ban giám đốc và đã liên hệ với công an tỉnh Quảng Ninh rồi. Đồng chí ra là cho các anh xem kiểm tra ảnh. Công chí kiểm tra lại ảnh xem đã đúng ảnh đối tượng chưa. Đã cung cấp cho chúng tôi một cái thông tin hết sức quan trọng, tức là nhìn thấy một cái đối tượng có đặc điểm người như thế thì do là cái thời gian buổi tối cũng mà diễn ra rất nhanh nên là họ nhìn thì cũng tương đối thôi. Đấy, là nhận định là đối tượng lên một chiếc xe ô tô khách đi theo hướng là từ Quảng Ninh về hướng Quán Toan, tiếp tục rà soát toàn bộ các cái xe chạy từ Móng Cái đi Sơn La để gửi toàn bộ các cái hình ảnh thông tin cho các cái nhà xe có liên quan. Sau khi gửi hình ảnh và được sự hỗ trợ tích cực của các cái nhà xe thì đã có một cái thông tin cực kỳ quan trọng nữa là cái xe khách mang biển số 26B00243 chạy tuyến Móng Cái Sơn La đúng cái thời điểm đấy đi qua cái khu vực địa phận của xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên. Có luôn anh ơi. Thắng không? Ok anh nhá.
Alo. Báo cáo thủ trưởng là đối tượng đã đổi hướng di chuyển lên theo hướng Sơn La. Đồng chí cử ngay 10 đồng chí đội đặc nhiệm lấy xe của đơn vị, phối hợp với Cục Hình sự và Công an Sơn La, đồng chí di chuyển ngay. Đồng thời đồng chí gọi ngay anh em ở tổ Móng Cái về, kết hợp hai tổ chạy lên luôn và liên hệ với Công an Sơn La. Tôi sẽ điện cho Công an Sơn La ngay bây giờ. Vâng ạ. Anh Dân ạ. Vâng vâng, tôi bảo phó phòng hình sự Hải Phòng anh ơi. Vâng, giữa tôi có vụ giết người cướp tài sản. Thế tôi đã cử một tổ 30 đồng chí từ Hải Phòng lên, phối hợp với các anh ở trên đấy thì đề nghị các anh tạo điều kiện giúp. Dạ vâng, đồng chí đội trưởng đặc nhiệm sẽ liên hệ báo cáo anh. Vâng vâng, cảm ơn anh. Sau khi xác định là đối tượng Tuấn là đang ở trên chiếc xe 26B00243 thì chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với lái xe, thuyết phục, động viên để cho lái xe có những cái biện pháp làm sao mà tốc độ xe đi chậm lại để chúng tôi có tổ công tác theo kịp. Ngoài ra thì lái xe có thể tạo những cái tình huống để vào nghỉ ngơi, kéo dài thời gian để chúng tôi có thể tiếp cận được xe. Năm đồng chí hàng thứ nhất bên tay phải, 5 đồng chí hàng sau phía bên tay trái, đồng chí về vị trí. Báo cáo đã vào vị trí. Xin chúc mừng các ông chí. Để triển khai đón lõng đối tượng ở trên đấy, thế thì chúng tôi chạy đến khoảng 2 giờ sáng thì chạy vượt qua cái xe và phối hợp với trạm giao thông của công an tỉnh Sơn La và chặn xe và bắt đối tượng. Bị can cho biết nguyên nhân tại sao mà bị can sát hại anh Lâm. Trước Tết thì cháu gái của anh Lâm một khoản tiền là chỉ là 6 triệu đồng. Đến ngày 22 thì anh Lâm đến và đòi lại số tiền lãi thì cháu
không có thì cháu có khất anh Lâm thêm 2-3 ngày thì anh Lâm đến nhà và đe dọa gia đình. Alo, anh nghe đây. Vâng, vâng, anh ấy, nhưng mà mới ra Tết gia đình nhà em khó khăn mà bây giờ bố mẹ em cũng không xoay được, đồ đạc em bán hết rồi. Anh cho em khất đến sang tuần thì em trả cho anh đủ cả gốc lẫn lãi được không anh? Em chỉ xin đến sang tuần thôi. Thì 12 giờ anh đến nhà em thì em gửi ạ. Vâng, vâng, vâng. Chào anh. Alo, Hải à, ừ tôi đây, ông đang ở nhà. Ừ ông ơi, bây giờ tôi đang nợ nhiều quá, bây giờ chủ nợ nó cứ đòi phải thanh toán cho nó trong buổi trưa hôm nay không ạ? Rồi tôi không thể xoay được tiền nữa, bây giờ ông có thể giúp tôi cho tôi mượn một ít được không? Ông cũng không có à, ông khó khăn à, chết tôi rồi không ạ? Nhưng không thể là không nghĩ ra cách nào để trả được nó, rồi nó sắp đến nơi rồi. Ừ, tôi cảm ơn nhé. Alo, Tiến à? Ừ. Ông ơi, bây giờ thật sự là tôi đang khó khăn bí mà đang nợ nhiều quá, bây giờ người ta cứ giục giả mà tôi không xoay được không ạ? Bây giờ ông có cho tôi mượn mấy trăm thôi cũng được, có để tôi đưa trước cho nó để tôi còn khất, chứ bây giờ thật sự trong người tôi không còn đồng nào cả không ạ? Ông có cố gắng giúp tôi được không? Ông cũng không có à? Với tôi gọi thằng Hải nó cũng không giúp được không ạ? Lúc 9:30 anh Lâm gọi điện thoại nhắc về khoản tiền lãi hôm 22 cháu phải đóng là 800.000. Thì cháu khất anh Lâm là cho cháu thêm 2-3 ngày nữa vì lúc ấy cháu cũng chưa có. Thì anh Lâm cũng bảo là trong ngày hôm nay mày mà không trả thì mày biết tao rồi đấy. Rồi anh ấy tắt máy luôn. Và khoảng 12:30 thì anh ấy đến nhà đi bằng xe máy Jupiter Velavita màu xanh đá và đi một mình. Thì anh ấy vừa đến nhà thì cháu ra ngoài cửa cháu chào anh và anh ấy đi vào nhà. Khi anh đi vào nhà thì anh ấy chửi luôn ạ. Anh ấy... Lúc mà anh vừa vào nhà anh đã chửi rồi. Dạ vâng, anh vừa bước vào nhà anh chửi. Ờ, anh chửi về cái việc là không trả nợ. Dạ vâng. Có trả được luôn hôm nay không? Đúng thứ hai tuần sau em trả cho anh cả cốc lẫn lãi được anh? Rồi trả đi. Rồi sau đó anh sao? Thì cháu để cho anh ấy nói, cháu cũng nghĩ là cho anh ấy chửi một lúc rồi anh ấy về rồi 2-3 hôm rồi thu xếp gửi anh ấy. Nhưng mà anh ấy thấy cháu không nói gì, anh cứ chửi xong rồi. Anh ấy chửi được khoảng tầm gần 10 phút thì anh ấy có người gọi điện thoại cho anh ấy. Thì lúc ấy cháu bị, do cháu bị chửi nhiều quá nên cháu bị động. Tầm 2-3 phút sau anh Lâm không cử động nữa thì cháu xác định anh Lâm đã chết và cháu ngồi sát và dựa vào tường. Sau khi giết anh Lâm thì Tuấn lấy chiếc nhẫn của anh Lâm, Tuấn đi ra nhà kho phía sau nhà, thấy lấy cái thùng phi và đưa lên gần xác anh Lâm. Cháu mới ra số kho sau nhà và cháu lấy một thùng phi để quần áo cũ của cả gia đình. Cháu kéo thùng phi vào trong nhà, nó đặt làm thùng phi xuống. Và cháu kéo cha anh Lâm xuống sàn nhà và đổ dần vào trong thùng phi. Sau khi dựng thùng phi lên thì cháu ra nhà và cháu dắt xe máy của anh Lâm lên trong nhà và cháu khóa trái cửa vào.
khi khóa trái cửa xong rồi cháu ngăn thùng phi ra. Sau khi khóa trái cửa xong rồi cháu ngăn thùng phi ra ngoài vườn đằng sau và cháu vứt hết quần áo cũ của cả gia đình lên trên mặt trên thùng phi. Do quần áo để trong thùng phi nó ướt ẩm nên là cháu dùng bật lửa đốt thì nó có khói. Trong lúc chuẩn đốt được tầm 2-3 phút thì có chú ở hàng xóm, chú sang chú nhắc nhở. Đốt gì khói thế? Cháu đốt đi, còn nó cũ mà. Ừ, tắt đi thôi, khói lắm. Vâng, cháu biết rồi, chúng chú vào đi chú anh. Người ta nói như thế thì Tuấn lấy nắp thùng phi đậy lại. Khi Tuấn đậy nắp thùng phi lại thì lửa không cháy nữa và cái anh hàng xóm này ra về. Ra về thì Tuấn đi vào nhà, lấy một chiếc can, một cái ống ti ô và mở cái cốp xe của anh Lâm ra, hút xăng ở trong bình. Và Tuấn quay ra là đổ vào trong cái thùng phi ấy và lại đốt tiếp lần thứ hai. Tuấn đốt lần thứ hai được khoảng 15 phút thì anh hàng xóm lại sang nhắc. Tuấn ơi, mày đốt cái gì mà khói thế? Vẫn khói lắm. Nó bảo mày dập đi rồi sao mà vẫn khói thế? Tuấn! Mày đốt cái nhà ra khói lắm. Rồi, biết rồi, cháu không đốt nữa đâu, cháu xuống về đi nha. Khi chú Hưởng ra về thì cháu mới khóa cửa đằng sau và qua trong nhà dọn dẹp trong nhà, cháu lấy quần áo cũ cho lau hết máu của anh Lâm và dọn rửa bàn ghế. Khi dọn rửa bàn ghế xong thì cháu phát hiện trong cái túi sách của anh Lâm cầm để bên ghế đơn bên cạnh có 6 chiếc điện thoại. Thì cháu mới cầm cho để hết trong túi vải của cháu, cho để trong gầm giường và cháu ngồi cháu run sợ, cháu hoảng sợ về hành động của mình. Trong lúc đấy thì cháu có rút hết sim của anh Lâm, mấy máy của anh Lâm đang sử dụng là một chiếc 7 Plus nữa, mấy cái sim mấy. Cháu bẻ biển số xe thì cháu vứt xuống sông ở trước mặt cửa nhà, chếch về phía bên phải khoảng 5 mét thì cháu vứt ở giữa sông và cháu lại khóa cửa cháu ngồi trong nhà. Khoảng 16:30 cháu cài cửa đằng trong và cháu đi nối đằng sau. Cháu đi gọi một chiếc taxi hãng 778 thì cháu gọi lên thị trấn để hỏi về giá của chiếc iPhone 7. Thế là thị trấn cháu hỏi một quán điện thoại. Cháu không phải ở đấy, không, người ta không mua máy 7 Plus không, người ta bỏ ở đây không mua. Thì cháu hỏi mua một chiếc sim giá 100.000 cho lắp sim vào máy và cháu tiến đến một quán điện thoại khác. Cháu hỏi người ta
bảo là chờ kiểm tra máy. Lúc kiểm tra máy xong thì người ta bảo là máy này bán được 4 triệu. Thì lúc đấy cháu cũng biết là bị phát hiện rồi nên cháu cần tiền này cháu đi chạy trốn nên là cho bán luôn, bán 4 triệu. Lên xe, nhanh. Cháu mới đứng ở dưới đường mà cháu đợi xe buýt đi qua. Thì cháu có thấy một chiếc xe đi Móng Cái Sơn La và cháu lên xe thì người ta hỏi cháu đi đâu. Thì cháu hỏi cháu đi Móng Cái. Người ta bảo là xe này chỉ đi đến Sơn La thôi. Thì cháu hỏi vâng, cháu đi Sơn La cũng được. Người ta hỏi đi chỗ nào Sơn La thì cháu lên xe rồi cháu hỏi bạn thôi thôi mà. Trên chỗ nào Sơn La thì cháu lên xe xong cháu lên mạng cháu tìm kiếm ở Sơn La có chỗ nào thì cháu thấy ở Sơn La có Phú Yên hay Phú Yên ấy. Thì cháu gọi cho cháu lên Phú Yên. Trong lúc cháu lên xe thì cháu cũng xem lại bạn bè cháu quay lại cái vụ việc của trước cửa nhà cháu thì cháu mới thấy là cũng có người bị nhập do hồn người ta nhập vào. Thì cháu cũng sợ lúc này cháu run sợ đâu không. Đấy, tại vì một số tiền nhỏ như thế mà cháu lại đánh đổi nhiều thứ. Cháu thấy hối hận hành vi mình. Tuấn là đối tượng có mối quan hệ phức tạp và bản thân Tuấn trước khi xảy ra vụ việc thì vay nợ rất là nhiều. Đấy, và bố Tuấn đã phải một hai lần trả cái số tiền nợ lên đến 50 triệu. C1-221-38. Chúng tôi đã tiến hành cả số khung số máy của phương tiện ở trên đấy và tra cứu thì chủ sở hữu xe, chiếc xe này đã bán được cho anh Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1995 ở thôn Kiều Hạ. Cái số máy số thôn của chính vừa cung cấp ấy, thì tra ra được cái qua biển số là 15C1-221-38. Xe có đặc điểm là màu đen bạc, nhãn hiệu Yamaha, số loại Jupiter. Cho tôi xin một bản sống thử. Chỉ vì đua đòi bạn bè, Phạm Ngọc Tuấn trở thành con nghiện, thường xuyên sử dụng ma túy đá. Mặc cho người cha hết lời khuyên can, Tuấn vẫn cắm xe, đi vay nợ để đốt vào ma túy. Cuối cùng, Tuấn đã phạm tội giết người, cướp của. Trong vòng 24 giờ, công an Hải Phòng đã truy bắt thành công đối tượng Phạm Ngọc Tuấn.